number 44. Xin mời đối vận động viên đầu tiên số báo danh. Nội dung thi đấu tiếp theo sẽ là điệu đơn Standard Tango. Với phần mở màn của cặp đôi đến từ Malaysia mang số báo danh 44. Phần thi của cặp vận động viên đầu tiên ở chung điệu đơn Tango Standard đã kết thúc, đó là hai vận động viên Ji Jun Lim và Kek Chin Hui của Malaysia. Xin chào mừng sự quay trở lại của cặp đôi Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến mang số báo danh 82 của Việt Nam. Ở nội dung trước thì cặp đôi 82 của Việt Nam giành được huy chương đồng. Của hai vận động viên Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thải Yến đến từ Việt Nam đã kết thúc, cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả có mặt tại nhà thi đấu Long Biên. Hai cặp vận động viên của Malaysia đã đạt tổng điểm là 28.4. Chờ xem kết quả của Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thải Yến. Thuật 79, khớp nhạc 8.2, nhảy đôi 8.7 và trình diễn 8.2, tổng điểm 32.2. Đó là một kết quả rất cao. The next couple, number 73.
Cặp đôi tiếp theo đến từ Thái Lan mang số báo danh 73. Duakeo Isarapong và Junarun Thanakwan. Phần trình diễn điệu đơn tango standard của hai vận động viên đến từ Thái Lan, Duakeo Isarapong và Junarun Thanakwan cũng đã kết thúc. Ở nội dung điệu đơn van thì hai vận động viên này đã có kết quả cao nhất là 33,45. Cặp đôi của Việt Nam nhận kết quả 32,2 ở điệu đơn tango. Giờ là kết quả của hai vận động viên Thái Lan. Kỹ thuật 8,2, khớp nhạc 84, nhảy đôi 81 và trình diễn 83. 32,950 là tổng điểm của cặp nhảy đến từ Thái Lan. Đang tiến ra sân khấu là cặp đôi của Campuchia mang số báo danh 14, Phunan Chung và Lik Amismi Hien. Như vậy là phần trình diễn của hai vận động viên đến từ Campuchia, Phunan Chung và Lik Mi Hien đã hoàn thành. Bây giờ sẽ là kết quả chấm điểm của các trọng tài dành cho cặp nhảy của Campuchia. Yeah.
đều là bậc 1. Tổng điểm là 28,2. Kết quả thấp nhất trong số những cặp chạy ở điệu đơn tango từ trước đến thời điểm này. Cặp đôi cuối cùng sẽ là cặp đôi của Philippines mang số báo danh 53 trong nội dung điệu đơn tango. Và trình diễn của cặp vận động viên cuối cùng ở nội dung điệu đơn tango standard đã kết thúc, đó là hai vận động viên Arana Sin Mitchell và Nuna Anna Leolefa Manalo. Đã cho xem kết quả của cặp vận động viên Philippines liệu có giúp họ đứng trên bục nhận huy chương hay không. Kỹ thuật 8,5, bước không nhảy 84, nhảy đôi 8,5 và biên đạo trình diễn 84 với tổng điểm 33. Điểm là 7 thì vận động viên của Philippines đạt